Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của Minh. Ngày hôm nay Minh có một bí mật muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Hello, Minh đã quay lại rồi đây, mời tất cả mọi người cùng xem những cái món đồ mà Minh được tặng như thế nào nha. Thì đây là một mớ đồ mà hôm bữa mình đã có xuống nhà của một người anh chơi đó, thì ảnh có tặng cho con Minh những cái quần như thế này nè, những cái mẫu quần mẫu áo này mà khi mà con ảnh mặc nó theo kiểu là mua, có những cái đồ mà mua rồi không có mặc tới vì nghĩ là bé vừa nhưng mà tới cùng về ra là chật, có những cái còn mạc luôn các bạn, rất là đẹp. Ví dụ như những cái đồ này đó là những cái mẫu quần mẫu áo này mình mua thì khoảng 5 đồng hoặc 7 đồng một cái, thì một bịch như vậy thì cũng khá là nhiều. Đây, một bịch như vậy khá là nhiều đồ luôn các bạn, mà xài rất là tốt nè, hàng cũng còn rất là đẹp nè các bạn, xem nè. Đó, những cái mẫu đồ là dễ thương không các bạn, còn rất là mới luôn. Thì khi mà từ khi Minh qua tới giờ thì mình mới mà mình chưa có đi làm được á, cho nên không cần phải chi những cái đồng tiền vào những cái khoản không cần thiết như vậy nè các bạn. Nhìn nè, cái quần là chưa có mặc luôn nè, nó còn mới tinh nè đó. Rồi xong rồi cái những cái người đó mình lại chơi á, thì họ yêu thương mình, bắt đầu họ soạn. Như cái mẫu quần thứ này nè, bữa trước mình có mua cho con mình á, là một cái như vậy là 20 mấy đồng một cái quần, một cái quần như vậy nè là 20 mấy đồng một cái. Thì các bạn nghĩ đi, ví dụ như mình cần mua cho con mình khoảng 2 hoặc 3 bộ thì khoảng 100 mấy đồng rồi, là mình tiết kiệm được khoảng chi tiêu đó rồi. Nhưng mà đồ rất là đẹp các bạn. Nếu như thật sự á, những cái đồ này á, bên đây á, mà mình có thể đem về cho con cháu ở nhà mình á, là mình cội về hết luôn các bạn. Đồ này mà ở bên Việt Nam mà con cháu mình mà gặp được á, là thấy là thích lắm, mê lắm. Đồ toàn đồ tốt không à. Để mình cho các bạn xem. Đây, những cái mẫu áo nè, thấy không? Cái chất liệu vải là cotton 100% á, mặc hết còn mát. Mà như mấy mẫu áo này như bữa mình mua mà có sale rồi luôn á, thì cũng đã 4 đồng mấy rồi, gần 5 đồng rồi đó. Mà còn mấy cái này đồ bên đây là người ta mua, con người ta mặc rồi bị chật rồi bắt đầu họ cho mình. Mình nói thiệt, những cái đồ này có những cái size nhỏ hơn con mình nữa, thì nếu như mà mình cộ được đem về Việt Nam, thật sự mình sẽ đem về hết cho tất cả bà con cô bác. Mình đổi cái góc quay để cho các bạn xem rõ hơn về những cái mẫu áo mà mình được tặng nè các bạn. Xem là những cái mẫu áo khoác như thế này nè đó, mấy chị là mua, có những chị thì họ mua rồi họ không có mặc tới á, hoặc là nhiều quá cái bắt đầu họ soạn họ cho mình bớt á. Đó là lý do tại sao mà mình qua đây chưa có bao lâu mà mình có rất là nhiều áo khoác như thế này đó các bạn. Xem nè, đẹp đúng không đó, rất là đẹp. Có những cái mẫu mình chưa có mặc thử qua luôn á. Đồ người ta cho mà mình còn chưa có soạn ra nữa nè. Mình có quần jean nữa nè. Nè, những cái này là mẫu quần mặc ấm đó nè, vớ còn nguyên tem nguyên mạc luôn nè, vẫn chưa xài nữa nè, họ soạn họ cho mình. Qua đây mình không có nhất thiết phải đi mua đồ đó, toàn là người ta cho không à. Đây nè các bạn, xem cái đầm dễ thương không. Áo khoác rất là nhiều luôn nè đó. Áo này kiểu bằng áo blue đó, đẹp đúng không mọi người nè đó. Ý có tiền có tiền đó nè các bạn xem nè, thấy không, chất liệu vải rất là đẹp luôn. Mà mình mình không có giặt ủi á, chứ nếu như giặt ủi là còn đẹp nữa. Váy đuôi cá nè, đó khỏi cần phải mua. Cái áo này chị đó, chị cho mình, chị nói là cái hiệu này mắc tiền, mua rẻ nhất cũng 200-300 một cái. Nhưng mà tại vì con dâu của chị nó ốm á, chị mua chị cho nó nhưng mà nó mặc không có vừa. Bây giờ mình qua đây mình còn ốm á, cái họ soạn những cái mẫu này họ cho mình. Bạn xem không? Toàn là đồ đẹp không nè. Cái phần dưới này nó có phần xòe ra nè ha, đây túi nè. Thấy không? Thấy không? Các bạn thấy không? Đồ đẹp lắm. Mình không cần phải mua luôn á, có rất là nhiều đồ luôn nè. Cái này, cái áo này là hai cái túi thẳng nè. Các bạn nhìn thấy không? Hơi dài. Nó dài. Đó, nó dài xuống tới dưới luôn. Bữa nay mình mới có cơ hội đem mấy cái này ra để soạn ra thôi, chứ mấy bữa trước cho rồi cũng chưa có đụng tới nữa. Cái mẫu này thì hơi rộng. Nó có cái nón. Đây nè, các bạn thấy không? Nó có cái nón. Đó, thấy không? Nếu như mình lạnh á, thì mình gài đây luôn. Mình lạnh thì mình gài cái áo nghe đây luôn. Đó, thấy chưa? Đó. Cái tay áo nè. Đẹp không? Nếu như mình sợ lạnh thì mình mặc như thế này. Mình sợ lạnh thì mình mặc như vậy nè. Đó. Đó, các bạn thấy không? Còn nếu như mình không thích thì mình có thể mặc như vậy. Đó. Thấy không? Mình rất thích cái áo này nè. Cái áo này hàng của Kevin. Đây các bạn xem là hàng của Kevin. Nhưng mà có điều là cái chất liệu nó hơi mỏng. Nếu như mặc cái mùa đông thì nó mỏng lắm. Cái hàng là hàng của Kevin. Cái mẫu này bữa đó cái chị đó chỉ cho mình, mà bữa đó mùa đông, ngay mùa đông lạnh quá mà mình mặc không có được. Nó khá là mỏng. Chất liệu kaki mọi người. Nó mỏng quá cái nó làm cho mình lạnh lắm, mình chịu không nổi. Chịu không nổi phải cái tới giờ luôn vẫn chưa có lấy cái áo này ra mặc. Có bữa nào mà trời ấm thì mới lấy ra mặc được thôi. Đây, bạn xem nè. Thấy không? Đẹp không? Mình rất thích cái áo này. Rất thích cái chất liệu này luôn. Nếu như ở bên Việt Nam mà cái mẫu này mặc đi nắng rồi đã lắm. Bạn xem nè, cái cách may của họ rất là đẹp. Thấy không? Hàng của Kevin á. Các bạn biết không, cái hiệu Kevin ở bên đây á, nó mắc tiền lắm. Đây, cái áo này á là nó là nút bóp. Các bạn xem nè. Nút bóp. Đó. Thấy không? Cái này thì mặc rất là ấm. Cái mẫu ấm lắm. Nó làm cho cái phần trên này của mình nó, ví dụ như mình lạnh quá, cái mình bật cái lá cổ này lên, bật cái lá cổ này lên. Đó, mình như vậy. Là nó rất là ấm luôn à, các bạn thấy không? Cái lông nhũ này nè, cái lông này nó làm cho cái cổ áo mình ấm hơn. Cái này ví dụ như mình khi mà trời lạnh á, mình muốn phủ cái tay này luôn á, thì mình cho này ra. Đó. Đây, đó là nó giữ ấm cái bàn tay mình luôn. Nè, là nó như vậy đây. Các bạn thấy không? Nó giữ ấm luôn cái lòng bàn tay của mình nè. Như vậy đó, hoặc là mình gút vô gì luôn nè. Có nhiều người thì họ để như vậy, có nhiều người họ để hai cái tay như vậy nè. Đó là nó sẽ giữ ấm hai cái luôn, hai cái tay như vậy luôn. À, các bạn thấy không, áo này rất là hay. Mà mình bữa nào mà trời lạnh nhiều là mình hay mặc áo này lắm. Nhưng phần nó ngắn nữa, cái chiều dài của nó cũng ngắn nữa, nó làm cho cái mình đi đứng của nó cũng tiện hơn, nó gọn hơn. Đó, phía sau này. Các bạn nhìn thấy không? Nó thời trang. Còn ví dụ như trời mà không lạnh lắm thì bẻ hai cái này ra để làm kiểu, làm lông vũ. Đó, xăng tay lên, xăng cái tay áo lên. Mình đảm bảo cái áo này, mà những cái mẫu áo này bên Việt Nam mua là rất là đắt tiền. Như ngày trước mình rất thích những cái mẫu áo Badaxi thứ này, nhưng mà những áo thứ này hoặc là Badaxi thứ này, nhưng mà ở bên Việt Nam mà mua mà vừa ý thì cũng khoảng 2-3 triệu bạc. Mà đối với mình 2-3 triệu bạc là nó rất là mắc tiền. Mà 2-3 triệu bạc nó có thể mình sống trong 1 tháng lần. Cho nên mình không bao giờ mà dám mua những cái áo đó. Chị dám mua, các bạn biết không? Cái mẫu này, cái hiệu này bên đây cũng khá là nổi tiếng nè. Cái hiệu này bên đây cũng khá là nổi tiếng. Nếu như ai có theo dõi vlog của mình thì họ sẽ thấy mình có lần mình đã mặc áo này rồi. Cái lá cổ nó bự như vậy nè. Nếu như các bạn mà sợ lạnh á, cái mùa đông mà lạnh á, mình gài luôn tới trên đây. Đó, nó giữ luôn cái ấm, nó giữ ấm cho cái lá cổ mình luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đó, này son dưỡng môi nè. Ở bên đây mùa đông là ai cũng phải xài một cây son dưỡng môi, bỏ vô túi để phòng nứt môi với các bạn. Các bạn thấy không? Mấy những cái mẫu áo này mình nói thiệt, bỏ tiền mua là biết bao nhiêu, nhưng mà mình được con gái mình không cần phải mua. Mình quen được những chị á, họ thích xài đồ hiệu á, họ thích sưu tầm quần áo lắm, cho nên họ cho. Đây nè, nó dài, cái mẫu này thì áo Badaxi này nó dài. Các bạn thấy đẹp không? Và đây là những cái mẫu đầm. Đây là những cái mẫu đầm mà mấy chị mua rồi đi đám tiệc 1-2 lần xong rồi cho mình. Nhưng mà mình nghĩ là những cái này thì thường để bữa nào mình sẽ mặc và làm vlog cho mọi người xem. Váy nè. Cái này không phải là mình nói là đắt tiền mới mua được hay gì hết, nhưng mà những cái này á là những cái người chị á, họ thích mặc những cái hàng của những cái hãng này nè, những cái hiệu của cái hãng này nè, cho nên họ mua, họ thích những cái mẫu này. Bắt đầu họ mua rồi họ mặc một thời gian, bắt đầu họ chán, bắt đầu họ, hoặc là họ mua quá nhiều, họ muốn soạn những cái đồ mà họ ít khi dùng đến, họ cho mình. Hoặc là đôi khi là họ mua về cái họ mặc không có vừa mọi người, lên ký rồi đó. Ở bên Mỹ này là lên ký là chuyện bình thường. Sắp tới đây là các bạn sẽ thấy mình là trong những cái trang phục áo vest này làm vlog cho các bạn xem. Vì mình đã có được mớ đồ vest này rồi, mình khỏi cần phải mua gài nút lộn rồi, khỏi cần phải mua mà cũng có đồ đẹp để lên vlog với tất cả mọi người. Đó, đúng không? Nhiều nhưng mà nó nằm ở cái kiểu dáng, các bạn thấy không? Nó rất là đơn giản nhưng nó làm cho nó tôn dáng nè, eo rồi nó xè nhẹ ra, làm cho mình có được một cái eo. Bởi vì ở bên đây những người họ mập cỡ nào á, họ mặc mình nhìn nó vẫn có một cái dáng. Cái mẫu này hôm bữa là mình đã thử rồi, nguyên một bộ mặc vô nó rất là đẹp, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem cái áo thôi nè. Các bạn xem nè. Đó, chị ấy còn nói là để bữa nào chị ấy sẽ soạn thêm một mớ đồ cho mình nữa. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó, đây là những cái đồ mà mình không cần phải mua, họ cho mình. Thay vì Những cái đồ này mình mua cũng rất là mắc, mà các bạn biết những cái nhãn hàng mà nó nổi tiếng á, thường nó ít khi hạ giá lắm. Họ ít khi hạ giá lắm, tại vì những cái form đó của họ là nó sẽ tái đi tái lại hoài à. Những cái mẫu đó họ sẽ trở qua trở lại rất là nhiều lần, cho nên cái chuyện mà hạ giá thì lâu lắm mình mới thấy họ hạ giá một lần. Cái áo này nó không có túi, cái áo này chỉ là túi giả thôi, không có sọt vô được. Mình tin chắc là những ai mà đã theo dõi cái kênh YouTube của Minh thì họ đã thấy Minh mặc cái áo này rồi. Nhưng mà do là Minh mặc áo này và Minh ngồi Minh nói chuyện, chứ Minh chưa có đứng hẳn lên cho tất cả mọi người xem. Thì mọi người xem nè, cái mẫu áo nè, cái màu thì nó già, nhưng mà khi mà mình mặc lên cái form nó rất là đẹp, các bạn thấy không? Nó làm cho cái form của mình nó đẹp. Nhưng mà do là ở bên đây không có đi làm việc, ít khi mặc vest này. Nhưng mà mình từ đây về sau mình sẽ sử dụng những cái mẫu vest này và sẽ làm video và đứng thẳng lên như vậy cho tất cả mọi người xem. Dáng cũng còn được lắm đúng không mọi người? Không có tới nỗi là quá tệ đúng không? Toàn là vest không mà các bạn. Đây, vest không à. Và mình sẽ một thời gian gần nhất là mình sẽ sử dụng những cái mẫu này, mẫu như này để livestream hoặc là quay video cho tất cả mọi người xem. Áo này của mình cũng là được cho, nhưng mà cái kiểu này thì xưa rồi, cái kiểu này thì lâu lắm rồi. Nhưng mà mình rất thích cái áo này tại vì nó ấm lắm các bạn. Cái mùa đông á mà lạnh thiệt nhiều á, các bạn mặc áo này rất là ấm. Cái lông vũ của nó làm cho mình giữ hơi ấm rất là nhiều. Áo hai lớp mà các bạn, nó ấm lắm. Cái áo này lớp trong là nó có trong cái lớp áo này nó có một miếng mút mỏng để giữ cái hơi ấm cho mình đó. Và ở ngoài này nó có một lớp lông vũ nữa, cho nên mình mặc mùa hè cũng không sao, nó vẫn mát. Và mùa đông thì nó giữ ấm rất là tốt, cho nên mình thích cái áo này lắm. Nhưng mà có điều cái mẫu này thì nó hơi xưa một chút xíu. Nhưng mà ở bên đây mùa đông rồi đó, thì những cái mẫu như vậy thì họ sẽ tái đi tái lại hoài à. Họ sẽ ra những cái mẫu kiểu như thế này, chứ cũng không có thay đổi gì nhiều. Mình sẽ kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video cùng với mình nha. Đối với mình á thì chỉ cần mặc không quá tệ, không quá xấu, miễn sao nó coi được là được rồi. Và những cái đồ này nó còn rất là đẹp, mà do là lý do là người ta mập, người ta mặc không vừa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mình sẽ kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Mình đã cho mọi người xem qua những cái đồ mà mình đã được tặng, được cho như thế nào. Đối với mình là những cái đồ đó, thay vì mình bỏ tiền mình mua thì những cái đồ đó là những anh chị họ yêu thương họ tặng cho mình, thì mình phải đỡ phải tốn tiền mình mua những cái món hàng đó. Mà những bộ đồ như vậy đối với mình là nó đã quá đủ rồi, như vậy là đã quá đẹp, nó không quá tệ là được rồi. Chỉ cần là đỡ tốn tiền chi tiêu là ok rồi, vì mình mới qua mà, tiết kiệm càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà đồ nó cũng thật sự rất là đẹp mà các bạn, thay vì mình bỏ tiền mình mua những cái bộ đồ đó thì nó có thể là nó tiêu hao của bạn cả 1.000-2.000 đô. Nhưng mà cái này của người ta cho mình á thì trời ơi quá trời rẻ, không có tốn một xu nào hết mà mình lại có đồ đẹp mặc, thì như vậy là đâu đó tuyệt vời rồi. Những đồ đó nếu như các bạn có mua đi chăng nữa, nó có sale giá rẻ đi chăng nữa, thì ít nhất là một cái áo cũng khoảng 200 đô một cái. Thì tới khi họ muốn sử dụng họ đem ra thì đôi khi những bộ đồ đó họ bị chật, họ không mặc vừa nữa. Đó là những lý do mà mình đã có được những bộ đồ đẹp chưa mặc qua lần nào, nhưng mà lại không tốn tiền mua. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau nhé. Nhớ đăng ký subscribe kênh cho Minh và ủng hộ Minh bằng cách yêu thương Minh. Nhớ like cho Minh 1 like nha. Đừng quên bấm cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được nhiều video hơn từ Kim Minh nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.